Trưa 5 tháng 6 năm 2018, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ghen tuông giết người yêu rồi phân xác phi tang gây rúng động dư luận. Hiện trường vụ việc trong con hẻm 146 đường số 8, phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh được phong tỏa nghiêm ngặt. Đây là căn nhà nơi Vũ Ngọc Hiếu, 29 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai, đã giết người yêu cũ rồi phân xác đem xuống tỉnh Tây Ninh phi tang. Trước đó vào ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh thực nghiệm hiện trường tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Theo lời khai ban đầu, Hiếu và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau nhưng đã chia tay. Gần đây, Hiếu thấy bạn gái cũ có hình chụp chung với người khác nên ghen tuông. Tối 31 tháng 5, Hiếu hẹn nhóm bạn cùng nạn nhân đi uống nước. Do trời mưa to nên Hiếu chở nạn nhân về phòng trọ của mình rồi ra tay sát hại. Sau đó, Hiếu nằm bên thi thể và ngủ nhiều giờ trước khi kéo vào nhà vệ sinh để phân thi thể thành nhiều phần, rồi mang đi phi tang.